Mình đã hoàn thành xong cái món ăn ngọn su su xào với tôm. Đây là một món ăn mà mình rất là thích. Mọi người hãy thử làm theo các bước hướng dẫn của mình nhé. Món ăn này sẽ rất là hợp lý khi mình ăn vào mùa đông, ăn cùng với cơm nóng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở những clip lần sau của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người nấu một món ăn rất là hấp dẫn. Đó là món tôm xào với ngọn su su. Cái phần ngọn su su này mình đã trần sơ này. Trần sơ. Mình sẽ cho mỡ và hương thơm tỏi. Xào thì mình đã ướp với muối cho nó gia vị. Nhanh lên, mẹ đang quay. Anh. Mẹ đang quay video. Mình sẽ cho ngọn su su vào. Mọi người sẽ xào vào lửa lớn một chút. Cho thêm một chút mỡ để cho phần rau được bóng hơn và sẽ có độ béo. Thank you.
thì mình sẽ cho ra đĩa. Thank you.